Mến chào các bác Có rất là nhiều bác chia sẻ hỏi trên kênh Hoa Vườn Nhà là Làm cách nào để cái cây hoa mộc hương nó nhanh lớn Cái câu hỏi này thì rất là phổ biến nhé các bác nhé Bởi vì thường các bác mua những cái cây giống hoa mộc hương về ấy, Thì đại đa phần thì các bác sẽ mua những cái cây nhỏ Có thể nó bằng cái ngón tay Hoặc là có thể nó chỉ bằng cái đũa ăn cơm thôi Và các bác về các bác trồng ra chậu Hoặc là trồng ra đất Hoặc trồng vào một vị trí nào đó Và các bác chăm sóc một hai năm Thấy cây nó bé xíu à thì các bác rất là xót ruột bởi vì cái cây hoa mộc hương ấy khi nó còn nhỏ thì thường chi răm nó rất là ít nó chỉ có vài cái cành thôi và tới cái thời điểm nó nở hoa ấy thì nó chỉ có vài bông hoa nhìn rất là chán mà các bác nhìn ấy, cái cây hoa mộc hương nó rất là ít lá nhé cho nên là những cái cây giống như vậy ấy, thì thường thường nó sẽ không đẹp đâu cho nên là các bác muốn thúc cho nó nhanh lớn thì các bác lại không biết cách bởi vì là các bác sợ là thúc không đúng cách thì cây nó sẽ bị sốc phân nó xót dễ dẫn tới cái việc là nó chết cây cái điều này là đương nhiên thôi các bác ạ với những cái cây hoa mộc hương thì em thấy là các bác thường thường là về hay trồng trên chậu thì chính các bác trồng trên chậu sẽ làm cho cây hoa mộc hương chậm lớn các bác nhé bởi vì ấy, cái giá thẻ trên chậu ấy, thì nó sẽ không bằng chúng ta trồng ở ngoài đất được nó chỉ có một lượng nhất định trong cái chậu như vậy và các bác trồng vào chậu trong vòng khoảng độ 1 năm thì toàn bộ cái giá thể nó sẽ được bao trùm toàn bộ cái rễ của cái cây hoa mộc hương tức là cái bộ rễ nó sẽ ăn hết cái phần giá thể luôn đó và các bác thấy nó rất là sơ xác có những bác thì còn không bón phân cho nó cơ các bác cứ trồng các bác bỏ như vậy thì chắc chắn nó sẽ không thể lớn được và nó cằn dần cằn dần còn nhiều bác còn không tưới cơ những cái ngày hè nắng nóng ngoài môi trường nhiệt độ lên tới 50 độ trên 50 độ mà các bác không tưới thì không cây nào có thể phát triển được đâu các bạn và có những bác thì cái giá thẻ trong trọng các bác còn không trộn cơ, các bác cứ lấy đất vườn các bác trồng gọi là đất thịt ý, thì nó rất là bí rễ nhé các bác nhé. Bởi vì cái đất thịt ý, sau khi chúng ta cho vào chúng ta trồng cây, chúng ta tưới xong một khoảng thời gian vài ba tháng là nó sẽ bị dí xuống. Và cái rễ của cây hoa mộc hương nó sẽ không thể xuyên được vào cái giá thẻ như vậy. Chính vì vậy mà nếu mà các bác trồng cả năm, các bác bứng lên thì cái rễ nó cũng chỉ xoay quanh cái bầu cũ của nhà vườn thôi và cái phần mà các bác cho đất vào ấy, nó không có một tí dễ nào đó là cái giá thẻ nó bị bí dẫn tới cái việc uh, nó bí dễ như vậy thì cây nó sẽ không thể phát triển được cho nên là các bác phải trộn cái giá thẻ làm sao nó thật tơi xốp mà cách đơn giản nhất và rẻ tiền nhất thì các bác cứ lấy đất vườn với 6 phần đất và 4 phần chấu các bác có thể sử dụng uh, cái chi chua đời mai ấy. các bác trộn thêm vào cho chấu nó nhanh hoa mục và diệt hết các cái bào tử nấm tránh hiện tượng bị nấm dễ rồi nấm tuyên trùng cho cái cây hoa mộc hương vậy thôi là được là có một giá thẻ thật là tươi xốp Bên cạnh đó thì trồng trong chậu thì các bác phải có cái biện pháp để lót đáy chậu làm sao nó thoát nước thật tốt Mà cách tốt nhất là các bác đi ra quán phở các bác xin vài viên xỉ than tổ ong về Mình ngâm khoảng 3 tới 5 ngày cho nó hết cái độc tố của xỉ than đi Đập nó nhỏ rồi giải cho nó một lớp ở dưới đáy chậu Còn nếu mà ít quá thì chúng ta sẽ bịt một vài miếng ở cái lỗ thoát nước ấy Thì cái chậu nó thoát nước tốt thì nó sẽ không gây ra hiện tượng uống nước Thường thường những cái cây hoa mục hương ấy nó bị uống nước thì dần dần nó cũng chết thôi và khi nó uống nước thì cây nó sẽ không phát triển được đâu các bạn đó đó là những cái cây trồng trên chậu nó không lớn nhé còn cái cách tốt nhất ý, để cái cây hoa màu hương ấy nó lớn nhanh và nó có thể phát triển chi răm rồi phát triển tán thật tốt thì các bác hãy bứng trồng ra đất trồng ra đất thì có rất là nhiều phương pháp để chúng ta trồng và khi trồng ra đất ý, thì những cái bộ rễ nó sẽ len lỏi vào các cái mạch nước ngầm len lỏi vào những cái nơi mà có dầu dinh dưỡng trong đất bởi vì thường thường đất tự nhiên ấy nó có rất là nhiều cái vi sinh vật cho nên là các bác cuốc ở dưới đất lên nó có rất là nhiều run ấy run là một cái kiến trúc sư nó tạo ra cho cái môi trường đất nó thông thoáng nó tơi xốp và nó sẽ giúp cho đất nó sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn giúp cho cây nó sẽ phát triển tốt hơn và cái bộ rễ nó sẽ ăn sâu vào trong lòng đất nó hút dinh dưỡng lên nó nuôi cây các bác ạ đó là một cách nhanh nhất để giúp cây hoa màu hương nó lớn thật nhanh các bác nhé ở đây em quay cụ thể một cái cây hoa màu hương để cho các bác theo dõi để các bác thấy trực quan cây hoa màu hương này thì em đang trồng trong một cái bầu vải này và cái lúc mà em mua cây hoa màu hương này em trồng ấy thì nó chỉ to bằng cái đầu đũa to ăn cơm thôi các bạn và cái chiều cao thì nó vẫn như thế này các bác lưu ý là cái cây hoa màu hương ấy thường chúng ta trồng ấy cái khả năng nó kéo dài cái thân ấy nó rất là lâu chủ yếu là nó sẽ phình to cái thân này ra này và bây giờ cái vanh gốc nó to hơn ngón tay cái của em này Đó Nó rất là nhanh Mà em trồng cũng chưa được một năm đâu các bạn Và cái cách của em này Em chia sẻ cho các bác Các bác có thể cùng áp dụng nhé Ở đây các bác nhìn em trồng ra một cái bầu vải này Cái bầu vải này có đường kính là 45cm nhé Và cái bầu vải này em đặt dưới đất này Thì em có lấp 1 phần 3 cái bầu vải này Và cũng chia sẻ với các bác cái Đáy của cái bầu vải này này Em cắt bỏ cái đáy đi Nghĩa là chỉ còn một cái ống này thôi Nó giống như chúng ta mua những cái tấm tôn chúng ta quây ấy Hoặc là những cái bầu chúng ta quây lại Và ở phía dưới chúng ta vẫn để cho cái uh, phần rễ của cây bầu hương nó sẵn sàng Nó có thể ăn xuống đất thịt vòng quanh đây các bạn Cái khu này của em là cái khu mà em không láng bê tông Nó vẫn tiếp xúc với đất thịt Và khi các bác nhìn thấy cái cây em trồng như vậy Thì nó rất là hay nhé khi cái cây hoa màu hương em trồng vào bầu vải và em cắt cái phần đáy của nó Thì nó lớn rất là nhanh các bác nhé Đó cho nên là nếu mà các bác muốn cây nó lớn nhanh ấy, Thì các bác có thể làm như em Hoặc là các bác mua những cái cây hoa màu hương giống ở nhà vườn về Sau đó các bác trồng luôn xuống dưới đất Các bác khi mà mua những cái bầu giống của nhà vườn về Các bác cũng có thể là trồng luôn xuống dưới đất Tuy nhiên ấy khi trồng dưới đất thì các bác lưu ý Chúng ta phải đào cho nó một cái hố Cái hố tối thiểu là các bác phải đào vuông 50 cm và sâu 50 cm. Chúng ta đào như vậy chúng ta bỏ cái đất thịt lên. Và cái đất thịt đó nếu mà đẹp ấy thì các bác sẽ trộn với vỏ trấu tươi với cái tỷ lệ là 6 phần đất thịt, 4 phần vỏ trấu tươi cho một chút chi ma vào để cho cái vỏ trấu tươi nó nhanh hoa mục và sau này rễ của cái cây hoa mục hương nó tránh hiện tượng bị nấm rễ các bác. Rồi các bác sẽ cho phần giá thể lại và các bác căn chỉnh bầu rồi chúng ta sẽ trồng lại tránh tình trạng là các bác đào một cái lỗ nhỏ nhỏ to bằng cái bầu các bác thả xuống nếu mà đất của các bác nó tơi xốp rồi ấy, thì không sao còn nếu mà đất của các bác là cái đất thịt dạng là cái đất nguyên khối thì sau này cái bộ rễ nó không phát triển được đâu khi đó thì dù các bác trồng dưới đất thì cây nó vẫn rất chậm phát triển các bác nhé đó cho nên là các bác hết sức lưu ý cho em cái điều như vậy và mới trồng thì tất nhiên là chúng ta sẽ đóng ba cái cọc ở ba phía tạo thành một cái chân kiềng để chúng ta cố định cái cây lại tránh tình trạng là nó sẽ đung đưa nó lay gốc thì nó sẽ khiến cho cái cây hoa mộc hương nó không thể phát triển dễ được các bác và khi các bác trồng những cái cây hoa mộc hương xuống dưới đất như thế này thì cái quá trình chăm sóc nó nhàn hơn là các bác trồng trên chậu rất là nhiều tất nhiên là những cái cây mộc hương giống thì chúng ta mới trồng dưới đất hoặc là các bác có những cái vị trí đất nó thật phù hợp thì các bác trồng một vài cây hoa màu hương để chúng ta chơi cố định ở đấy. Còn thông thường thì các bác sẽ trồng những cây hoa màu hương trên chậu để tiện cho việc chúng ta di chuyển hoặc là giao lưu. Còn trồng ở dưới đất ấy, thì thường cái lượng nước ở trong đất nó rất là dồi dào và cái hàm lượng dinh dưỡng nó cũng rất là lớn. Chính vì vậy mà cái quá trình chăm sóc, chăm bón nó không quá cầu kỳ và quan trọng như trồng trên chậu đâu các bạn. Nếu mà trồng dưới đất này, các bác chỉ cần bón phân hữu cơ và phân npk định kỳ là được và cái thời kỳ mà các bác muốn cái cây hoa màu hương nó lớn nhanh ấy thì những cái hoa nó nở như thế này này thì các bác vặt đi thì cây nó sẽ lớn rất là nhanh các bác nhé bởi vì ấy, tất cả các cái dòng hoa cây cảnh khi mà nó đóng nụ nở hoa ấy, thì nó phải tập trung dinh dưỡng rất là lớn để nó nuôi nụ nuôi hoa và khi mà nó bung hoa như thế này này cây gần như nó trứng nó không lớn nữa cho nên là nếu mà bỏ được hoa đi thì cây nó phát triển rất là nhanh các bác nhé các bác cứ nghe em đi còn nếu mà chúng ta tiếc chúng ta chơi hoa ấy Thì cây nó sẽ phát triển chậm hơn Thế thôi Với những cái cây hoa mộc hương mà trồng trên chậu như thế này Thì cái quá trình chăm sóc của các bác nó sẽ vất vả hơn Đặc biệt là cái quá trình tưới nước và quá trình bón phân Với tưới nước thì các bác phải đảm bảo cái việc là chúng ta sẽ tưới ngày hai lần Với những ngày hè nắng nóng Còn những ngày mát mẻ thì ngày một lần Còn những ngày mưa thì tất nhiên là không tưới và tưới nước tốt nhất vào thời điểm vào buổi sáng sớm và buổi chiều muộn các bác nhé còn quá trình bón phân thì chúng ta phải bón phân định kỳ và bón phân đúng liều lượng. Khi các bác bón phân mà các bác muốn cho cái cây hoa mộc hương ấy nó nhanh lớn nhất có thể ấy, thì các bác sẽ sử dụng các cái dòng phân có hàm lượng đạm cao. Ví dụ như là phân NPK 30 10 10. Đây là một trong những dòng phân thúc mầm, thúc chồi, thúc lá và sẽ làm cho cây rất là nhanh lớn các bác nhé. Khi mà các bác sử dụng phân NPK thì các bác lưu ý là tới cái liều lượng với những cái cây hoa màu hương trồng trên chậu các bác phải căn cứ vào cái diện tích của chậu để chúng ta bón phân. Ví dụ những cái chậu có đường kính ở đây em cái đường kính chậu này là chậu 65 thì thường thường em sẽ bón khoảng 20 tới 30 g phân NPK dạng hạt. Khi mà các bác bón với cái liều lượng như vậy thì các bác sẽ rạch một cái đường vòng quanh mép chậu này sau các bác sẽ lấp cái phân NPK xuống và cái khoảng thời gian giữa hai lần bón sẽ là một tháng một lần các bác nhé. Còn nếu mà NPK các bác hòa ra các bác tưới thì các bác chỉ lấy khoảng 3 tới 5 gram pha với một lít nước các bác hòa tan ra rồi các bác tưới. Lưu ý là khi bón phân hoặc tưới nước hoặc phun thuốc trừ sâu là chúng ta sẽ không uh, thực hiện khi mà trời đang nắng nóng và không thực hiện uh, khi mà trời mưa và không thực hiện uh, khi nhiệt độ của môi trường xuống dưới 10 độ các bác nhé. Để tránh hiện tượng gây ra hiện tượng uh, sốc phân, sót rễ tới cây hoa mộc hương. Và cái cách này cũng áp dụng cho tất cả các loại hoa cây cảnh khác để giúp cây phát triển tốt hơn. Và em cũng chia sẻ luôn kể cả cây trồng trên chậu và cây trồng dưới đất thì muốn cây phát triển nhanh thì có hoa là chúng ta vặt hết hoa đi. Chúng ta chỉ nuôi mầm nuôi chồi và các bác lưu ý muốn tán nó dày thì các bác có thể là cắt tỉa đầu cành và thực hiện cái việc là vít những cái cành dài để cho những cái mầm ấy sau này nó sẽ nảy vào cái phần dương. Hôm qua có một số bác chia sẻ hỏi là tầm này chúng ta có thể vít cành cây hoa gương hay không? thì em xin chia sẻ với các bác nhé thời điểm này chúng ta vẫn có thể vít cành cái cây hoa mộc hương bởi vì thời điểm này nếu mà các bác vít cành ấy thì cây hoa mộc hương nó khá là nhanh nảy mầm bởi vì tầm này là tầm mùa xuân mà mùa của sự đâm chồi nảy lọc của sự sinh sôi nảy nở cho nên là chúng ta vít cành cong như thế này này buộc cái dây vào đây kéo về gốc cành nó cong như này là những cái điểm dương này xong nó nảy mầm này đó nhưng mà ấy, các bác phải lưu ý tầm này nó nảy mầm tới tầm tháng 4 tháng 5 ấy mà gặp những cái đợt nó nắng to nắng gắt ấy thì các bác lưu ý là chúng ta phải di chuyển cái chậu cây hoa mộc hương ra cái nơi nào nó chỉ có ánh nắng vào buổi sáng thôi để giúp cây nó quang hợp tốt nó tránh hiện tượng nắng quá nó chiếu vào những cái mầm non ấy nó sẽ gây ra cháy lá các bác nhé và có những cái mầm non mà nó mới nhú hoặc là nó dài khoảng độ 5cm mà nó chưa uh, già chưa đanh lại ấy, thì uh, nếu mà gặp nắng uh, Ngoài trời lên tới 45-50 độ ấy, thì sẵn sàng nó sẽ cháy lá thậm chí nó thui luôn cả mầm các bác nhé Còn cái thời điểm mà các bác vít cành tốt nhất ấy, là cái thời điểm mùa thu mát mẻ nhé Tháng 9, tháng 10 ấy Thời điểm đó các bác vít cành vô tư Vít cành thời điểm đó nó mát thì nó tránh hiện tượng sẽ bị uh, cháy lá khi mà mầm nó lên Và cái thời điểm mà nắng quá tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 các bác tuyệt đối không vít cành Và hạn chế cái việc xoay cây ấy nhé Bởi vì ấy, khi các bác vít cành ấy, thì những cái điểm cong này nó sẽ dạn này nó sẽ dạn nắng quá nóng quá nó chiếu vào nó sẽ làm cháy cái vỏ của cây còn xoay cây ấy, nó giống như kiểu chúng ta trồng cây cau ấy các bác xoay nhé thì cái vị trí mà nó đang quen cái ánh nắng hướng đông tức là ánh nắng không gắt và cái vị trí nó đang quen cái ánh nắng phía tây ánh nắng gây cháy nó đổi vị trí cho nhau thì cái ánh nắng hướng đông nó chiếu vào cái vị trí vỏ bên này nó xoay sang hướng tây nó sẽ bị sốc nhiệt nó rất dễ bị cháy lá trong cái thời điểm mà À, thời tiết đang là mùa hè ở miền Bắc Cái nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 50 độ C các bác nhé Đó các bác lưu ý cho em Cho nên là việc giúp cái cây hoa mộc hương nó lớn nhanh Rất là đơn giản thôi Cho nên là nếu mà bác nào muốn những cái cây hoa mộc hương trong vườn ấy, Trồng nó nhanh lớn thì các bác cứ làm theo cách của em Thứ nhất là cho nó ra ngoài đất Thứ hai là bón phân với hàm lượng đạm cao Thứ ba ấy, là các bác có thể kết hợp thêm các cái dòng phân hữu cơ Mà cũng có hàm lượng đạm cao ví dụ như là các cái chế phẩm chúng ta ủ từ bột đậu tương từ trứng từ cá các bác ủ ờ, nó đủ thời gian bác tưới định kỳ cho cây thì cây phát triển rất là nhanh bên cạnh đó thì các bác sẽ khống chế không cho cây ra hoa nữa thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng để giúp mầm trồi lá giúp chi cành và giúp thân phát triển các bác còn để nó ra hoa như thế này thì cây nó trứng lại nó sẽ rất là chậm phát triển tuy nhiên bác nào muốn chơi hoa thì cứ để chơi bình thường nhé đây là một cái lời khuyên của em thôi và cái cách giúp cái cây hoa mộc hương này lớn nhanh cũng là cái điều mà rất là nhiều bác đã và đang quan tâm trên kênh hoa vườn nhà hy vọng chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích được cho các bác nếu các bác có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại ở phần comment em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng chăm sóc những cái cây hoa mộc hương trong vườn nhà thật là đẹp các bác xem video trên kênh hoa vườn nhà nhớ nhấn vào nút like nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông ủng hộ em nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác